Sắp lấy vợ sợ chê nghèo Muốn bán kiếm vốn để giải cứu năm em Và trừ tà cho sư bích Ghê Nghĩa cử cao đẹp Để anh Tờ 16 Thửa 66 cái gì ải chĩa Chết cha Cái lô đất này bị trắng phong thủy rồi em ơi Từ 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 đừng có buồn em Để 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 anh ghép vô 2030 nè Buông hột nè hả Bây giờ anh bát cho thằng cái nè Bát nè gì 3 tháng ải chĩa Ghê hả Ủa, ủa, ủa là sao ta? là bây giờ nếu mà em bán cái căn này là người mua tiếp theo ví dụ anh mua vô đi rồi anh ải chỉ là ba tháng hả căn ta chợ tính ra lô đất em mặc tiền đường luôn á nằm trong khu trung tâm luôn kế bên là kế bên là quyên đội công an luôn ông nội trời mà được đó trung tâm thương mại nè trường học nè bệnh viện rồi quá trời y tế tùm lum hết full dịch vụ luôn mà 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 anh mới gọi bác sĩ riêng của anh nè à. bác nói là tướng mày là ba ngày ải chỉ là mày tạch rồi không nổi một tháng chứ đừng nói ba tháng nên thôi cái kẹo này anh nhường cho ai được thì lấy đi anh không lấy đâu